Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình thời sự trưa nay thứ tư, ngày 13 tháng 10 của Đài Phát thanh truyền hình Sơ Chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Mừng bằng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Doanh nghiệp Sơ La đồng hành với tỉnh trong các hoạt động xã hội từ thiện. Dự kiến kịch bản tăng trưởng quý tư năm 2021 của tỉnh Sơ tăng khoảng Bây giờ là dung chi tiết. Ngày 12 tháng 10, đoàn kiểm tra xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới tỉnh năm 2021 đã kiểm tra tiến độ thực hiện các tiêu chí nông thôn mới tại xã Mường Bằng, huyện Mai Sơn. Triển khai kế hoạch xây dựng xã Mường Bằng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021, xã Mường Bằng đã huy động được sự hưởng ứng tham gia tích cực của nhân dân, đóng góp ngày công vật liệu hiến đất cây cối hoa màu để xây dựng đường giao thông, trường học và nhà văn hóa bản. 9 tháng đầu năm, xã triển khai thi công 11 tuyến đường giao thông, hiện đã thi công xong hai tuyến tại bản Sùm Hào, Liền Quỳnh với tổng chiều dài gần 2,5 km. Phê duyệt và đầu tư 4 công trình nhà văn hóa tại 4 bản. Hiện có một nhà văn hóa đã hoàn thành, ba nhà văn hóa đang triển khai thi công. Huy động các nguồn lực xóa được 33 trên 37 nhà tạm. Đến nay, xã Mường Bằng đã đạt 14 trên 19 tiêu chí, 41 trên 49 chỉ tiêu nông thôn mới. Còn 5 tiêu chí chưa đạt gồm giao thông, cơ sở vật chất văn hóa, nhà ở dân cư, y tế, môi trường, và an toàn thực phẩm. Tại cuộc làm việc, đoàn kiểm tra cùng với địa phương đã đánh giá phân tích những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành. Đoàn kiểm tra yêu cầu xã Mường Bằng tiếp tục huy động mọi nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, đề ra các giải pháp quyết liệt để giữ vững các chỉ tiêu tiêu chí đã đạt, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí còn thiếu, phân đấu sách công nhận xã Mường Bằng đạt chuẩn nông thôn mới vào cuối năm nay. Chiều ngày 12 tháng 10, Hội đồng nhân dân huyện Phú Yên khóa 21, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp chuyên đề lần thứ nhất. Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện Phú Yên đã tập trung thảo luận, thống nhất cao và biểu quyết 4 nội dung do Ủy ban nhân dân huyện trình, gồm dự thảo nghị quyết về việc phê duyệt chủ trương đầu tư một số dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025, dự thảo nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 dự thảo nghị quyết về phân bổ chi tiết một số nguồn chi thường xuyên năm 2021 lần 3 và dự thảo nghị quyết về việc phân bổ nguồn kinh phí thường xuyên thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2021. Sau kỳ họp này, thường trực hội đồng nhân dân, các ban hội đồng nhân dân, các tổ đại biểu và đại biểu hội đồng nhân dân huyện sẽ chủ động giám sát, theo dõi việc thực hiện các nội dung nghị quyết đã được thông qua. Ngày 12 tháng 10, huyện Thuận Châu tổ chức hội nghị gặp mặt đối thoại biểu dương các doanh nghiệp, hợp tác xã tiêu biểu năm 2021. Hiện nay trên địa bàn huyện Thuận Châu có 84 doanh nghiệp, 52 hợp tác xã. Trong 9 tháng năm 2021, số thu ngân sách khu vực công nghiệp dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 12,77 tỷ đồng, bằng 56% so với dự toán tỉnh giao, chiếm 46,6% tổng thu ngân sách trên địa bàn. Tại buổi gặp mặt các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng và những vướng mắc trong quá trình sản xuất kinh doanh. Lãnh đạo huyện Tuần Châu đánh giá cao vai trò sự đóng góp to lớn của các doanh nghiệp, hợp tác xã cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, đồng thời khẳng định huyện sẽ luôn đồng hành hỗ trợ và tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp, hợp tác xã được hoạt động thuận lợi. Nhân dịp này, lãnh đạo huyện Tuần Châu đã chuyển trao bằng khen của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho chi hội doanh nghiệp huyện Ủy ban nhân dân huyện tặng giấy khen cho 14 đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đồng hành cùng các doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La còn tích cực tham gia đóng góp hoạt động nhân đạo tình nguyện, từ thiện vì cộng đồng. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sơn La hiện có trên 700 hội viên doanh nghiệp, hợp tác xã. Những năm qua, hiệp hội đã phát huy tốt vai trò là cầu nối của các doanh nghiệp với cơ quan quản lý nhà nước tại địa phương giúp hội viên tìm kiếm cơ hội kinh doanh, phát triển thị trường. Bên cạnh đó còn thực hiện tốt các hoạt động xã hội từ thiện, tích cực tham gia các hoạt động cộng đồng, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Những năm vừa qua thì những, những hội viên cũng tham gia với sự kêu gọi của hiệp hội thì cũng có tham gia đóng góp nhiều cái chương trình để phục vụ cho các an sinh xã hội hoặc là những cái giúp những cái xã mà khó khăn mà được tỉnh phân cho hiệp hội phụ trách. Các hoạt động nổi bật trong công tác an sinh xã hội vì cuộc sống cộng đồng đó là tham gia đóng góp xây dựng nông thôn mới, tặng nhà tình nghĩa, xóa nhà tạm, làm đường giao thông nông thôn, ủng hộ những người già cô đơn, không nơi nương tựa, nhận nuôi dưỡng trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách, công tác phòng chống dịch COVID-19. Hiện tại bây giờ các doanh nghiệp đóng góp mà quy ra tiền thì chúng tôi đã được là 48 tỷ hơn có lẽ. Đây là một cái nguồn lực rất là là dồi dào. Thì tôi nghĩ rằng là À, cái việc mà huyện Mường La để phấn đấu thoát nghèo đã có sự chung tay của các doanh nghiệp. Chỉ tính từ đầu năm đến nay thì Chị hội doanh nghiệp thành phố chúng tôi cũng đã chia sẻ trong các an sinh xã hội đối với thành những hộ nghèo, rồi là công tác đền ơn năm nghĩa, rồi là công tác phòng chống dịch Covid-19, rồi một số các cái chương trình khác do Ủy ban mặt trận tổ quốc thành phố phát động với số tiền là trên 600 triệu đồng. Đấy. chúng tôi cũng nghĩ rằng đây là một cái việc làm nghĩa cử cao đẹp và xác định nó là một nét đẹp trong văn hóa trong doanh nghiệp. Xuất phát từ tấm lòng, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc, các doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn đã thể hiện tốt vai trò trách nhiệm của nhà doanh nghiệp, nhà hảo tâm luôn đồng hành, chia sẻ khó khăn cùng với địa phương, góp phần cùng Đảng và nhà nước thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Ngày 12 tháng 10, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mộc Châu đã tổ chức cuộc họp thường kỳ đánh giá công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn huyện. Đến thời điểm ngày 8 tháng 10, trên địa bàn huyện Mộc Châu có 183 điểm dự kiến làm khu cách ly với 539 phòng hiện có, dự kiến sẽ sửa chữa, bổ sung, nâng tổng số phòng cách ly lên 858 phòng. Công tác quản lý người và phương tiện, nhất là đối với phương tiện vận tải hàng hóa vào địa bàn được quản lý chặt chẽ, đã thực hiện tiêm chủng được 22.776 liều vaccine COVID-19. Về tuân thủ quy định phòng chống dịch, qua kiểm tra đã nhắc nhở 39.697 trường hợp, trong đó xử phạt 71 trường hợp với tổng số tiền 163 triệu đồng. Đặc biệt, huyện Mộc Châu chỉ đạo lực lượng chức năng và các xã thị trấn quyết liệt thực hiện kiểm soát người ở các khu cách ly tập trung và những người tự cách ly tại nhà. Về nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời gian tới, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Mộc Châu chỉ đạo các xã thị trấn, cơ quan đơn vị tiếp tục tăng cường các giải pháp phòng chống dịch. Trong đó, đặc biệt lưu ý các trường hợp công dân từ các tỉnh trở về địa phương, tiếp tục ra soát cơ sở vật chất và phương án quản lý để có giải pháp kịp thời, kiểm soát tốt người và phương tiện ra vào địa bàn đảm bảo đúng quy định và triển khai đầu tư cơ sở vật chất tại các nhà văn hóa bản tiểu khu để làm các khu cách ly tập trung khi cần thiết. Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Phú Yên vừa vận chuyển hỗ trợ xã Kim Bon một số lương thực, nhu yếu phẩm phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Từ ngày 5 đến ngày 11 tháng 10, xã Kim Bon đã tiếp nhận quản lý 573 công dân từ các tỉnh thành phía Nam trở về địa phương thực hiện cách ly y tế tại 4 khu cách ly tập trung Bản Suối On, Bản Trung Thành, Bản Kim Bon và Bản Suối Ba. Các công dân này khi trở về địa phương hầu hết thuộc diện gia đình khó khăn, mất việc làm nhiều tháng, thiếu thốn trong sinh hoạt hàng ngày. Trước những khó khăn vất vả của công dân đang cách ly, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phú Yên đã hỗ trợ một số thực phẩm và nhu yếu phẩm như muối, cá khô, sữa phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày, bạt và dây thừng để gia cố lán trại các khu cách ly, tổng trị giá gần 31 triệu đồng với mong muốn chung tay cùng cấp ủy, chính quyền và công dân xã Kim Bon yên tâm thực hiện cách ly phòng chống dịch. Công an huyện Phú Yên đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 5 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Những trường hợp vi phạm sống ở các bản thuộc xã Quang Huy, Huy Tân và Huy Thượng. Đây là các trường hợp không chấp hành các quy định về áp dụng biện pháp phòng chống dịch như ra đường khi không thực sự cần thiết, tụ tập tổ chức ăn uống, tự ý di chuyển ra vào vùng dịch khi chưa được sự cho phép của cơ quan chức năng có thẩm quyền và tự ý ra ngoài khu cách ly để mua hàng mang về và bán lại tại khu cách ly. Theo đó, Công an huyện đã tiến hành xử phạt vi phạm hành chính 7 triệu 500 nghìn đồng một người, thu nộp ngân sách nhà nước với số tiền trên 37 triệu đồng. Thời gian tới, Công an huyện Phú Yên tiếp tục phối hợp với Công an các xã thị trấn trên địa bàn điều tra, xác minh làm rõ các trường hợp cố tình vi phạm các quy định trong thời gian giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ để xử lý theo quy định. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơ La vừa ban hành quyết định số 2422 về việc cho phép hoạt động trở lại một số loại hình sản xuất kinh doanh theo biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19, trong đó có các cơ sở lưu trú và các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Là địa phương chịu nhiều ảnh hưởng do tác động của dịch bệnh trong thời gian dài, Hiện nay, huyện Mộc Châu đã chuẩn bị sẵn sàng các điều kiện để mở cửa du lịch một cách hiệu quả, an toàn. Tính đến hết tháng 4 năm 2021, huyện Mộc Châu có 271 cơ sở lưu trú gồm khách sạn, nhà nghỉ, homestay, resort và trên 10 điểm tham quan du lịch. Trong thời gian hoạt động du lịch bị đóng băng do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các cơ sở lưu trú và khu du lịch trên địa bàn huyện đã tập trung chỉnh trang lại cơ sở vật chất, tổ chức tiêm phòng vaccine cho 100% cán bộ, nhân viên, hướng dẫn viên đồng thời xây dựng các phương án đón khách du lịch đảm bảo an toàn. Thứ nhất là công tác phòng chống dịch phải đảm bảo cái 5K là hiển nhiên rồi, cái đấy rất bình thường rồi. Thế nhưng mà ở đây ý, khi qua chốt thì Mộc Châu lại còn đặt ra rất là nhiều. Nội dung thứ nhất là được tiêm hai mũi này, thế rồi là có xét nghiệm này, xét nghiệm nhanh rồi là xét nghiệm PCR này. Đấy tất cả những cái nội dung đó đều phải được thực hiện thì mới có thể được đón khách. Tại khu du lịch quốc gia, địa điểm lưu niệm Trung đoàn 52 Tây Tiến, xã Mường Sang, trước thời điểm mở cửa đón khách trở lại, ban quản lý khu di tích đã thực hiện cải tạo, sửa chữa, chỉnh trang các hạng mục khuôn viên nhằm phục vụ du khách tốt hơn. Ưu tiên hàng đầu là luôn tuân thủ nghiêm các biện pháp phòng chống dịch, các quy trình tiếp đón khách tham quan, thực hiện đón khách với công suất 50% theo đúng chỉ đạo của tỉnh. Thì chúng tôi cũng đã uh tập trung vào chăm sóc cảnh quan, rèn rũa lại các cái cập nhật lại các cái kiến thức về chuyên môn à, và sau dịch thì chúng tôi cũng sẵn sàng à, đó là thứ nhất mình làm tốt cái cái công tác phòng chống dịch đó là thực hiện 5K à, theo cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Cùng với việc thực hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng chống dịch, hiện nay ngành du lịch huyện Mộc Châu cũng đang tập trung xây dựng các sản phẩm du lịch phù hợp hướng tới thị trường du lịch nội tỉnh với phương châm người Sơ La đi du lịch Sơ La đồng thời tập trung các giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ du khách. Đến ngày mùng 1, mùng 2 này, chúng tôi mở một cái lớp uh, chăm sóc khách hàng marketing. Lớp này tập huấn cho các cơ sở lưu trú, nhà hàng, khu điểm du lịch. Thế tuy nhiên chúng tôi chỉ lựa chọn 30 cơ sở mà chúng tôi sẽ đưa vào cuốn sách điện tử cẩm nang du lịch Mộc Châu. Với sự linh hoạt chủ động, đến nay các cơ sở lưu trú và các khu điểm du lịch của huyện Mộc Châu đều đã sẵn sàng các điều kiện hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới, thực hiện tốt mục tiêu du lịch an toàn và chất lượng. Tiếp theo là tin bão khẩn cấp, cơn bão số 8. Hồi 7 giờ sáng nay, vị trí tâm bão ở khoảng 19 độ vĩ Bắc, 113,1 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 260 km về phía Bắc, Đông Bắc, cách đảo Hải Nam Trung Quốc khoảng 280 km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11, giật cấp 14 bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 350 km tính từ tâm bão. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển nhanh theo hướng Tây, mỗi giờ đi được từ 25 đến 30 km, đi vào vùng biển phía Nam Vịnh Bắc Bộ và có khả năng suy yếu dần về cường độ Đến 7 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,8 độ vĩ Bắc, 107,3 độ kinh Đông, cách Thanh Hóa khoảng 190 km, cách Nghệ An khoảng 170 km, cách Quảng Bình khoảng 140 km. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Trong 24 đến 36 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, mỗi giờ đi được khoảng 20 km, đi vào đất liền khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Bình và suy yếu thành áp thấp nhiệt đới sau là một vùng áp thấp trên khu vực Trung Lào. Đến 19 giờ ngày 14 tháng 10, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 18,6 độ Vĩ Bắc, 104,7 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6. Mời quý vị và các bạn tiếp tục dõi phần tin. Trong quý tư năm 2021, dịch COVID-19 có thể sẽ tiếp tục gây ra những tác động tiêu cực đối với ngành dịch vụ. Một số ngành như lưu trú, ăn uống, dịch vụ vận chuyển hành khách và vui chơi giải trí trên địa bàn tỉnh Sơn La có thể giảm mạnh và tăng trưởng âm, ảnh hưởng đến kịch bản tăng trưởng quý tư của tỉnh Sơn La. Dự báo tăng trưởng GRDP năm 2021 của tỉnh Sơn La tăng khoảng 4,47%. Theo đó, kịch bản tăng trưởng quý tư năm 2021 tăng khoảng 2,38% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực xây dựng tăng cao nhất là 7,67%, rồi đến khu vực nông lâm nghiệp thủy sản tăng 4,63%. Triển khai kịch bản tăng trưởng quý tư năm 2021, Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La đã chỉ đạo các địa phương đơn vị quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của chính phủ thực hiện hiệu quả nhiệm vụ kép, vừa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19, vừa duy trì sản xuất kinh doanh, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội năm 2021, chủ động sáng tạo, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo hiệu quả đồng bộ, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp phát triển, chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, chính sách hỗ trợ cho người dân và doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh, tạo điều kiện phát triển doanh nghiệp, khôi phục và phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng yếu, cấp bách Ngày 12 tháng 10, Ban chỉ đạo diễn tập huyện Quỳnh Nhai đã tổ chức cuộc họp chuẩn bị các điều kiện cho cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xã Mường Dôn năm 2021. Với đề mục cấp ủy chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân xã Mường Xôn tổ chức chuẩn bị và thực hành ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn xã Mường Dôn năm 2021 được tiến hành theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, tổ chức chuẩn bị ứng phó cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Giai đoạn 2, thực hành chữa cháy rừng và tìm kiếm cứu nạn. Tại cuộc họp đã thông qua quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức, thông báo phân công nhiệm vụ cho các thành viên ban chỉ đạo, ban tổ chức cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng, tìm kiếm cứu nạn xã Mường Dôn năm 2021. Cuộc diễn tập ứng phó cháy rừng tìm kiếm cứu nạn xã Mường Dôn, huyện Quỳnh Nhai năm 2021 sẽ diễn ra vào ngày 22 tháng 10 tới đây. Ngày 12 tháng 10, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộc Châu đã thăm hỏi và tặng quà cho em Nguyễn Thị Giang là học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Sơn được đơn vị nhận đỡ đầu. Đơn vị đã trao tặng tiền hỗ trợ và một máy tính bảng để em Giang có thể học trực tuyến khi tình hình dịch bệnh phức tạp. Hiện tại, chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội huyện Mộc Châu đã và đang nhận đỡ đầu ba em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trường Sơn với mức hỗ trợ là 500.000 đồng mỗi tháng cho một em. Đây là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm chia sẻ của cán bộ nhân viên ngân hàng chính sách xã hội huyện, giúp các em học sinh giảm bớt khó khăn, có thêm động lực vươn lên trong cuộc sống và học tập. Ngày 12 tháng 10, ngân hàng chính sách xã hội huyện Bắc Yên đã đến thăm trao một máy tính bảng và tiền mặt trị giá 4,5 triệu đồng cho em Lù A Sành ở bản Ta Sù C, xã Tà Sùa, là sinh lớp 10A6 trường Chùa phổ thông Bắc Yên. Được trích từ quỹ công đoàn của Ngân hàng Chính sách Xã hội Việt Nam tặng các cháu là trẻ mồ côi không nơi nương tựa có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trong chương trình cặp lại yêu thương của VTV24. Trong đó em Lù A Sành là một trong 70 em của tỉnh Sơn La được nhận nguồn quỹ hỗ trợ này. Ngoài ra, hàng tháng, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện chuyển trao quỹ hỗ trợ 200.000 đồng để em trang trải thêm bút vở trong học tập, thực hiện từ năm 2017 cho đến khi em đủ 18 tuổi hôm nay cháu lừa các cô gái chú đời tặng quà cháu rất là vui và rất là cảm động cháu hứa là sẽ học tập tốt và chăm chỉ Lua sành mồ côi cha mẹ từ khi em học lớp 3, hiện em đang sinh sống cùng với vợ chồng anh trai ở bản Tà Sùa C, xã Tà Sùa, huyện Bắc Yên. Ngày 12 tháng 10, Hội Bảo trợ Người Tân Tật và Trẻ Mồ Côi huyện Thuận Châu đã trao học bổng cho học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện. Hội đã trao tặng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho 5 em học sinh khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn của trường tiểu học Trường Ly, xã Trường Ly. Đây là món quà ý nghĩa, hỗ trợ động viên các em nỗ lực vươn lên, phấn đấu học tập. Từ đầu năm đến nay, Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi Huyện đã tặng 167 suất quà, bao gồm xe đạp, xe lăn, học bổng, hỗ trợ xây nhà ở cho các đối tượng là người khuyết tật, trẻ mồ côi trên địa bàn huyện, với tổng trị giá trên 141 triệu đồng. Theo kế hoạch từ nay đến hết tháng 10 năm 2021, Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mồ Côi huyện Thuận Châu sẽ tiếp tục tặng 20 suất học bổng cho học sinh khuyết tật, mồ côi cha, mẹ tại các xã Bó Mười, Nậm Lầu, Chiêng Ngàm, Mường É của huyện Thuận Châu. Chương trình thời sự trên nay của Đài Phát Thanh Truyền hình Sơ La xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại. Dự báo thời tiết trên địa bàn tỉnh Sơn La mây thay đổi có mưa và rông rải rác có nơi mưa vừa mưa to, mưa rất to. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Độ phổ biến từ 75 đến 98%. Nhiệt độ các nơi trong tỉnh Quỳnh Nhai từ 21 đến 26 độ. Thành phố Sơn La từ 19 đến 25 độ. Mường La 23 đến 28 độ. Mai Sơn 19 đến 25 độ. Yên Châu 21 đến 25 độ. Sông Mã 22 đến 27 độ. Bắc Yên 20 đến 22 độ. Phú Yên 21 đến 25 độ. Mộc Châu 17 đến 21 độ. Sóc Cộp 22 đến 27 độ. Vân Hồ 17 đến 21 độ. Thuận Châu 21 đến 26 độ.